Ba mỹ nhân Việt thi nhan sắc quốc tế năm 2023, ai nổi bật hơn? Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Phương, Nhi thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu. Nhan sắc khi trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2023. Mới đây, đơn vị giữ bản quyền Miss International Việt Nam, Hoa hậu quốc tế Việt Nam đã chính thức công bố. Phương Nhi sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss International 2023, Hoa hậu quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc, tính đến thời điểm hiện tại đã xác định được 3 người đẹp đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế. Những năm gần đây, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận được nhiều sự chú ý trên các đấu trường nhan sắc quốc tế. Các thí sinh Việt Nam đi chinh chiến tại các cuộc thi cũng đạt được những thành tích đáng kể, mang lại niềm tự hào cho phán nhan sắc Việt. Fan hâm mộ hy vọng cả 3 người đẹp sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay. Mai Phương, Hoa hậu Thế giới 2023, Miss World 2023. Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 24 tuổi, đăng quang Miss World Việt Nam 2022, Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Người đẹp gốc Đồng Nai là một trong những hoa hậu nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu. Nhan sắc bởi sở hữu thành tích học tập khủng và thành tích tham gia cuộc thi sắc đẹp đáng nể. Cụ thể, Mai Phương từng đoạt giải nhì và giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017 và 2018, thành tích IELTS 8. Cụ từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và dừng chân với thành tích top 5 chung cuộc. Đăng quang Miss World Việt Nam 2022, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2023. Ngoài sở hữu nhan sắc và body hoàn hảo, Mai Phương còn được đánh giá cao về nền tảng học vấn. Người đẹp tốt nghiệp ngành tiếng Anh thương mại, Đại học Đồng Nai, hiện theo học thạc sĩ ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm IELTS 8. Mai Phương còn có lợi thế về kỹ năng trình diễn, biểu cảm trước ống kính. Người hâm mộ hy vọng sự nhanh nhẹn, khả năng thuyết trình sẽ giúp Mai Phương tự tin trong các phần thi ứng xử. Với những nỗ lực không ngừng, Mai Phương khiến người hâm mộ trông chờ hơn bao giờ hết tại đấu trường Miss World 2023. Trước khi chính thức lên đường đến UAE tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023, Hoa hậu Mai Phương được đánh giá ngày càng hoàn thiện kỹ năng trình diễn, biểu cảm trước ống kính. Phương Nhi, Hoa hậu quốc tế 2023, Miss International 2023, đăng quang Á hậu Miss World Việt Nam 2022, Phương Nhi nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ vì vẻ ngoài trong sáng dễ thương. Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, người đẹp sở hữu chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng 80, 57, 88cm. Trước khi đến với Miss World Việt Nam 2022, Phương Nhi chưa từng thi bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Người đẹp cũng từng bộc bạch, đến với cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 là lần đầu tiên cô đi giày cao gót. Và đây cũng là hành trình đầu tiên mà người đẹp xứ Thanh bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Phương Nhi là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội và hiện tại người đẹp đang bảo lưu kết quả để tập trung cho việc thi nhan sắc quốc tế. Bước ra từ cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, Á hậu Phương, Nhi đã ngày càng khẳng định được nhan sắc và tài năng của mình trong lòng người hâm mộ khi liên tục là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí nổi tiếng. Phương Nhi còn tham gia đóng MV và được fan hâm mộ vô cùng yêu mến với tài năng nhảy của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo trước khi đến với đấu trường quốc tế Miss International 2023, Á hậu Phương Nhi được khán giả đánh giá cao, dành nhiều sự kỳ vọng tại cuộc thi năm nay. Đặng Thanh Ngân, Hoa hậu siêu quốc gia 2023, Miss Supranational 2023. Đầu tháng 5 năm 2023, đơn vị giữ bản quyền Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam đã chính thức công bố người đẹp Đặng Thanh Ngân sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu siêu quốc gia 2020. 3. Miss Supranational 2023. Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,75m với số đo 3 vòng 85, 60, 95. Đặng Thanh Ngân là Á hậu hai Hoa hậu Đại Dương 2017, Hoa khôi sinh viên Thanh Lịch thành phố Cần Thơ 2017. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu, Thanh Ngân theo đuổi nghiệp diễn xuất, người đẹp từng tham gia các phim như Lụa, Vai Nga đang phát sóng trên HTV7, phim sitcom Hoa hậu Thám tử đang phát sóng trên VTV9.